Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe thông tin mới nhất về đánh giá công tác và tình hình truy vết dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 2 tháng 9 năm 2021, theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Thưa quý vị, qua công tác truy vết ngày 2 tháng 9 năm 2021 đã phát hiện 141 ca F0 có 136 ca đang điều tra dịch tễ, trong đó thị xã Rạng bàn 93 ca, huyện Tân Châu 13 ca, huyện Gò Dầu 11 ca, huyện Châu Thành 10 ca, thị xã Hòa Thành 8 ca, thành phố Tây Ninh 1 ca. 5 ca còn lại trong đó 4 trường hợp là F1 trong khu cách ly tập trung 14 ngày, 1 ca tái dương tính đang điều trị tại nhà nổi lên tại các khu vực trắng bàn có 93 ca, trong đó chủ yếu qua xét nghiệm sàng lọc được 2 phát hiện, trong đó thì An Tịnh có số ca cao là 86 ca, chủ yếu thì ở khu phố An Bình với 70 ca, các ca còn lại là công nhân trong các khu nhà trọ. An Hòa 5 ca, qua test nhanh phát hiện trong hai hộ gia đình không rõ nguồn lây. Lộc Hưng là 1 ca, là công nhân của công ty Billion hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Phước Bình 1 ca trong khu vực phong tỏa. Quyền Tân Châu có 13 ca, chủ yếu là các F1 của các ca F0 trước đó. Suối Dây có 7 ca, 2 ca là F1 của F0 ở quán cà phê, 3 ca là F1 liên quan đến F0 làm tài xế ở Suối Dây, 2 ca nguồn lây từ nhóm công hái dưa ở xã Suối Dây. Tân Hà 4 ca là F1 của F0 trước đó là tài xế, xã Tân Hưng 1 ca là F1 của F0 từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, 1 ca từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Gò Dầu có 11 ca trong khu phong tỏa, ổ dịch liên quan đến F0 trước đó làm công nhân tại ấp Trăm Dạng 2, xã Thanh Phước. Quyện Châu Thành có 10 ca, trong đó Thái Bình 6 ca, ổ dịch liên quan đến tài xế giao gà tại ấp Bình Phong. An cơ 3 ca là người thân trong gia đình, khả năng nguồn lây là từ người thân đi điều trị bệnh tại bệnh viện Lê Ngọc Tùng, Long Vĩnh 1 ca từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Các trường hợp nghi nhiễm có 58 trường hợp, trong đó thành phố Tây Ninh 18 trường hợp, huyện Tân Châu 36 trường hợp, huyện Châu Thành 2 trường hợp, huyện Dương Minh Châu 1 trường hợp, thị xã Đảng Bàn 1 trường hợp. Các trường hợp F0 qua tri vết và các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết quả. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để cập nhật thông tin nhanh nhất. Thân mến chào tạm biệt.